Hello, xin chào cả nhà. Chúc buổi sáng thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc tất cả các tình yêu. Và mời cả nhà ăn sáng với mình nha. Ngày hôm nay thì sẽ mời mọi người ăn sáng với em Oanh. Một cái bát ngập hoa quả, một cái bát ăn ngập hoa quả mix với một chút hạt ngũ cốc granola. Cả nhà cùng xem, bên cạnh này có một đĩa dưa nữa, rất là nhiều, và đây là thành phần vô cùng quan trọng của buổi sáng. Em Oanh ăn hết một nửa lọ rồi, bây giờ còn một nửa lọ tiếp theo nữa đó. Chúc buổi sáng ngọt ngào cả nhà. Bây giờ 9:30 sáng rồi, mời cả nhà ăn sáng với em Oanh nha. Đấy, đây là thành phần vô cùng quan trọng của một bữa ăn sáng, để mình có một cái bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất, nhiều dinh dưỡng. Mình sẽ bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Và đây là cái cách mà em Oanh vẫn ăn hàng ngày. Đó. Cái cách mà em Oanh ăn rất là nhanh gọn, và bởi vì bình thường là buổi sáng thì em có một cái thói quen, đấy là em ngủ 8 giờ em mới ngủ dậy. Đó. Người thành công là người dậy sớm, nhưng mà em 8 giờ mới ngủ dậy, có hôm là 9 giờ cơ. Thế nên là em ăn sáng rất là nhanh gọn như thế này, ăn sáng rất là nhanh gọn. Và để làm thế nào để có thể có một cái bữa sáng đầy đủ dưỡng chất thì đây là cái cách mà em vẫn thường hay làm, cái cách mà em vẫn thường hay áp dụng. Bởi vì chỉ cần ngay lập tức sau khi mà đánh răng rửa mặt xuống, uống một chút nước ép thì mở tủ lạnh ra và có hoa quả gì thì mình sẽ ngay lập tức mix lại với nhau và trộn chung với cả hạt ngũ cốc granola, để mình sẽ có ngay một cái đĩa đồ ăn rất là to, khổng lồ như này, rất to, mà bên này có cả dưa hấu nữa. Đây là thành phần vô cùng quan trọng, đó là hạt ngũ cốc granola. Đó, rất là nhanh, chỉ cần 5 phút thôi là chúng ta đã có một cái bữa sáng rất là healthy như thế này. Có chị em nào mà mình đang rất là trăn trở trong việc giảm cân này, cũng rất trăn trở trong việc làm thế nào để mình có một cái bữa ăn lành mạnh, những cái bữa ăn dinh dưỡng, thì mình hãy vào trong cái live stream này và trong cái clip này của em Oanh để mình cùng tìm hiểu về cái cách mà thiết kế, cái cách mà ăn một cái bữa sáng nhanh gọn, đầy đủ dưỡng chất nha. Ăn hết nửa hộp rồi. Chị em nào nhìn thấy em Oanh thì thả tim cho em nhá. Thả tim cho em và chào em Oanh một tiếng, và chúc cho mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đó. Mời cả nhà ăn sáng nha. Bị ẩn bình luận rồi. Rất là nhiều tim. Cảm ơn mọi người. Để em mở máy đọc bình luận. Xin chào chị Thoa Phạm. Ai nhìn thấy em chào em một câu nào. Cả nhà có tin em ăn hết cái đĩa này không? Chào em, chị hâm mộ em lắm đó, em cảm ơn chị Vân Nguyễn. Chúc chị một ngày mới tràn đầy năng lượng nhé. Cảm ơn chị đã hâm mộ em. Không biết hâm mộ em vì cái gì. Xin chào chị San San. Đấy, bị ẩn bình luận đấy. Cả nhà thả tin cho em, ai nhìn thấy em chán một tiếng nào. Cả nhà cùng em xem em Oanh ăn hết cái đĩa hoa quả này. Mình ăn hết chỗ này, nó nhìn nó rất to nha. Rất là to, rất là to luôn, nhưng mà ăn nó không hề bị nặng bụng, không hề bị khó chịu, kiểu ập ịch khó chịu đâu, mà nó rất là nhẹ bụng, nhiều chất dinh dưỡng. Ngày nào chị cũng tập bài của em đó, em cảm ơn chị Vân. Xin chào chị Hoàng Nga nhé. Đây là hạt, cái hạt điều. Khi mà mình ăn cái hạt ngũ cốc mix cùng hoa quả thì thầy của em dạy là khi mà mình ăn ngũ cốc các loại hạt cùng với hoa quả thì nó sẽ tăng enzyme, tăng tiết enzyme.
Vậy thì enzyme là cái gì? Enzyme là cả nhà hiểu như là một cái chất lên men ý. Đó, nó rất là tốt, ví dụ như là dưa chua ấy, ví dụ như cá muối thì đấy là cái sự lên men cả nhà. Cứ hình dung như vậy là đơn giản nhất. Đó, tức là ủ lâu nó sẽ lên men, kiểu như là cơm nó mốc lên, đấy là cái sự lên men, thì enzyme cũng là như vậy. Để khi mà mình mix chung cái hạt ngũ cốc, đấy, óc chó như này có tốt không các chị? Quá tốt luôn. Mình mix chung tất cả các hạt ngũ cốc này với cả các cái hoa quả thì nó sẽ tăng enzyme và giúp cho cái chất dinh dưỡng được phát huy đầy tối đa cái tác dụng của các loại hạt cũng như là các chất dinh dưỡng trong hoa quả. Đó, đấy là thầy em dạy như vậy. Chị ơi, chị dưỡng tóc dài lại, ý tóc dài của chị là đẹp. Vẫn cảm ơn chị Dương Thùy. Để em đợt hết đợt này, em để em hết đợt này xong rồi em sẽ để tóc dài. Chào em chị tập giật bụng toàn giật ngực, hôm nay mở video của em trên YouTube để tập giật bụng đấy. Cảm ơn chị Liên. Mình có thể là theo cái series hướng dẫn giật bụng, em đã quay 11 cái video hướng giật bụng rất là chi tiết, tức là nó kỹ đến cái mức mà em nghĩ là cho thằng con trai em 5 tuổi nó xem nó còn học được, cực kỳ chi tiết luôn, em lại cực kỳ kỹ luôn. Nếu mà các chị học cùng với em mà các chị không làm được thì em nghĩ là không thể học với ai được đâu, bởi nó quá là dễ, nó quá là kỹ luôn ấy. Xin chào chị Trúc Linh nhá. Đây là cách mà em anh vẫn hay ăn sáng. Mình thích quanh tóc dài nhìn xinh hơn. Chúc anh luôn khỏe. Em cảm ơn chị Trâm Đặng luôn. Đời người phải nhất định có một lần tóc ngắn chứ. Để em thử cái. Ai nhìn thấy chấm cho em nào? Ai nhìn thấy chấm cho em? Bình thường mọi người hay ăn sáng như thế nào ạ? Mọi người ngồi xem em ăn hết chỗ này. Ngon không? Ngon không chị Thu Hoan? Ngon không chị Trúc Linh? Đó, mình ngon thì mình sáng ngay cho em cái lọ ngũ cốc granola này nhá. 200g một hộp. Từ hai hộp em tặng các chị một bộ bát gáo dừa với cả thìa. Đấy, ăn chung với cả kiwi với cả hạt. Đấy. Cốc này nó có giá là 200k. Các chị cứ ăn thử, các chị sẽ thấy là cái ngũ cốc của em ạ. Nhà nó khác với hàng rẻ tiền như nào. Các chị ăn thử đi ạ. Thử đi ạ. Con tin rất không làm các chị hối hận đâu. Em anh bán bằng uy tín của mình. Cái mặt của em nó chìa ở đây ra như thế này. Mặt của em nó chìa ra như thế này mà các chị nghĩ là em chạy đi đâu được. Em phải hàng xịn em mới bán được các chị. Linh cho em xin số điện thoại. Dương Thùy, nhờ chị mà em từ 76 cân rồi em còn 51 cân học giật bụng cho chị cao bét 6, cảm ơn chị nhiều. 76 xuống còn 51 là xuống được bao nhiêu? Xuống được bao nhiêu cân nhỉ? 76 trừ 51 là 25 cân à? Tuyệt vời quá. Quá đã luôn. Đấy, đấy là hạnh phúc của em ấy. Tức là khi mà nhìn những cái bình luận như thế là em có rất là nhiều động lực. Nó không đến từ cái việc các chị cứ cảm ơn là mầm lên, là không đến từ việc đấy, mà em nó đến từ cái việc nhìn thấy cái kết quả thực tế của các chị. Cảm ơn cô Anh đã có những bài tập bổ ích giúp cho chị em phụ nữ chúng mình. Nói xin cảm ơn chị Duyên. Lúc nào mà nó có nước đồ ăn là em ăn, nó có nước thì em sẽ cho cả yến mạch vào. Nhưng hôm nay là bát này không có nước. Đây nha, nó sẽ có các cái hạt như này. Các chị ăn thử đi, các chị sẽ thấy là cái ngũ cốc nghe nó khác, nó
khác với cả ngũ cốc rẻ tiền rất là nhiều. Các chị ăn đồ ăn vào trong người mình ấy, các chị nên lựa chọn kỹ. Hạt hạnh nhân này, hạt điều này, hạt yến mạch này, hạt yến mạch nho này, nho Linh Thuận này, hạt bí này, hạt óc chó này. Đó. Nhà em chuẩn bị về một mẻ mới, hình như là kho nhà em hình như là đúng rồi, hình như là hết, chuẩn bị hết rồi hay sao ấy. Thì em sẽ chuẩn bị về một kho một mẻ mới. Các tình yêu nhanh tay đặt hàng nhé. 200k một hộp như thế này, một hộp đầy nhá, chứ không phải hộp vơi đâu nhá. Hộp vơi này là em ăn rồi nhá, em ăn hết một nửa rồi nhá. Hộp đầy đấy nhá, 500g, một hộp này sẽ là 500g. Một hộp là 200k. Và cái sự khác biệt giữa hạt ngũ cốc nhà em với cái hạt ngũ cốc khác ấy, nó giữ nguyên vị, nha. Và sấy theo phương pháp sấy là gia nhiệt ở nhiệt độ thấp, nó không làm biến đổi chất và không làm mất chất dinh dưỡng. Nếu như các chị em tìm hiểu về thực dưỡng thì các chị em sẽ hiểu là khi mình chế biến đồ ăn, mình sấy ở nhiệt độ thấp chứ không phải sấy cho nhiệt độ cao đâu nhá. Sấy nhiệt độ thấp trong thời gian ngắn thì sẽ giúp cho các chất dinh dưỡng của cái hạt này không bị biến đổi chất. Đấy là cái sự khác biệt giữa hạt nhà em. Ngon quá em cảm ơn chị Đàm Ngọc Sơn, cảm ơn chị Duyên, bữa sáng đầy đủ dưỡng chất và năng lượng. Cảm ơn chị Phạm Hương. Một hộp này là 200k nhá. Chị Dương Thu Hường, hỏi bao nhiêu một hộp. Một hộp là 200k. Hai hộp là em sẽ tặng các chị một bộ bát gáo dừa trị giá 50k. Các chị lấy từ hai hộp, em sẽ tặng các chị một bộ bát gáo dừa. Một bộ bát gáo dừa kiểu như này, như nó là gáo dừa. Đấy, kiểu như bạn cái gỗ này mà nó là gáo dừa. Hai trị giá 50k. Cô Anh gửi cho chị hai hộp và 5 bộ đệm ngực. Ok chị Trần Thúy. Ok rồi. Mình rất thích giật bụng theo những bài giật tập của Oanh Bình từ 62 xuống 58 cân. Nhưng dạo này mình bị sa tử cung, không dám theo nữa, tiếp tập có ảnh hưởng. Em nghĩ là này chị nên hỏi ý kiến bác sĩ chị Nhung ạ. Bởi vì nó là có liên quan đến sức khỏe của mình, nhưng em cũng không có chuyên môn nhiều về cái việc bị sa tử cung ấy. Thì mình nên hỏi, nếu như mà chị thấy vừa chị khỏe thì chị có thể là tập nhẹ nhàng lại, lựa chọn những bài tập thực sự là nhẹ nhàng thôi. Em ơi, bài tập của em sẽ tập. Cảm ơn em nhé. Em cảm ơn chị Thu Hoan. Kết hợp ăn uống hợp lý nữa nên mới thành công. Vậy mừng lắm, giờ em vẫn tập đều đặn. Đúng rồi, xin chúc mừng chị Dương Thủy. Khi mà mình tập ý, thì cái việc tập nó chỉ quyết định tới 20% kết quả thôi. Và cái việc mà có giảm cân không hay có thay đổi vóc dáng không, nó đến từ việc những cái bữa ăn hàng ngày như thế này. Nó đến từ những cái bữa ăn hàng ngày của mình như thế này, chứ không phải là chỉ đến mỗi việc tập không. Các chị ăn như này, các chị tập xong một tiếng rồi các chị ăn một bát mì tôm là hết. Các chị tập sau một tiếng, các chị tiêu hao 300 calo thì cái bát mì tôm của các chị nó đã có cái lượng calo là 350 rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy, tất cả những cái việc mà mình có muốn giảm cân hay không, hay là có muốn có đạt được kết quả không, thì nó đến từ các bữa ăn của mình thôi. Có loại không có óc chó không cô? Chị Hà Nguyễn ơi, em chỉ có một loại này thôi. Ok chị Trang Tây, hai hộp. Hai hộp là 400k cộng tặng thêm một bộ bát gáo dừa. Hai hộp là 400k tặng thêm một bộ bát gáo dừa trị giá 50k, tặng một bộ bát và thìa gáo dừa. Chị Trang Tây cho em xin số điện thoại nhé. Rất dễ theo em anh. Em cảm ơn chị Thùy Anh. Gì à chị Trang? Lấy hộ. Ok, chị Hiền em biết. Thế để bảo chị Hiền. Tí nữa em nhắn, tí nữa nhắn cho chị Hiền. Mua hai hộp được tặng một bộ bát gáo dừa trị giá 50k. Một hộp này có giá là 200k, nhưng đây là em ăn hết một nửa rồi nha. Cả nhà được nhìn cái hộp nó còn tịt bí này nhé.
Món ngon dễ ăn đẹp dáng. Đúng rồi, chị Dư Hải Yến. Roi với cả Bưởi là em được chị Thúy, chị Thúy học trò và huấn luyện viên của em biếu tặng rất là ngon. Chị Thúy có đang xem live stream không? Bưởi rất bưởi của chị rất là ngon. Bưởi chị Thúy, bưởi của chị Thúy rất là ngon. Ai nhìn thấy em ạ, chào em một tiếng ạ, chúc em một ngày mới tràn đầy năng lượng đi ạ. Đây là 10 giờ 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 sáng rồi, em mới ăn sáng rồi. Ôi nói thay lòng của chị không thích kiểu huấn luyện viên tập tứ thể hiện hồn hục một mình, nhưng phía dưới học viên có theo được đâu. Đó, chị nói cái kiểu gì mà đúng thế không biết. Chị cứ nhìn lúc nào mà em dạy, lớp của em đều tâm tâm tắc, lớp của em đều tâm tắc luôn. Chị cứ nhìn lớp của em lúc nào em dạy, lớp của em đều tâm tắc. Bởi vì khi mình tập ý, thì mình phải tập kiểu gì mà cả lớp theo được, chứ không phải một mình cô giáo trên một phách, học dưới học viên ở dưới cứ ngơ ngác nhìn nhau à. Lên tập thế để làm gì? Cô anh chúc cô vui vẻ và đẹp. Em cảm ơn chị Tâm Phùng. Chào em Nguyên, ăn muộn vậy em này. Vâng, em phải ăn muộn. Ôi thật nhiều ơi. Thằng con em nó ăn cái ngũ cốc này, nó sẽ moi cái gì đầu tiên đó? Nó sẽ moi cái gì đầu tiên thế chị biết không? Nó sẽ moi nho, sẽ ăn nho đầu tiên. Trẻ con nó ăn cốc nó ăn nho đầu tiên. Em anh không gầy được, cả cuộc đời không gầy được là bởi vì em rất thích ăn hoa quả. Ngũ cốc này khi mà mình mix chung với hoa quả mình ăn sáng như này nó rất là nhanh các chị ạ, rất là nhanh. Ví dụ các chị dậy muộn, các chị mở tủ lạnh ra, các chị lục trong tủ lạnh có những cái gì, các chị chỉ cần trộn vào với nhau. Nếu mà như là chị nào thích ăn kiểu có nước hay thích ăn kiểu sữa chua thì các chị cho sữa chua, nhưng mà em không thích như thế. Em không thích ăn sữa, không thích uống sữa, không thích sử dụng những sản phẩm chế biến từ sữa nên em không sử dụng cái đấy. Ai nhìn thấy em Oanh vào sau nhìn thấy em Oanh chào em một cái nhé, chấm cho em một cái nhé. Chúc em một ngày mới tốt lành đi ạ. Đây là Hạ Nhân. Rất là ngon. Ngũ cốc nhà em rất là ngon các chị nhé. Rất là ngon. Này tốn hơn ăn cơm tối bình thường ạ. Ăn cái gì mà mình healthy mà mình tốt cho sức khỏe của mình thì mình lựa chọn.
Bởi vì dù có kiếm bao nhiêu tiền, dù có kiếm bao nhiêu tiền thì cái mục tiêu cuối cùng vẫn là sức khỏe của mình nhé. Tốn hay không thì em nghĩ không phải là vấn đề. Như em thì đến thời điểm này thì em nghĩ là em có đủ tài chính để lựa chọn những sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm tốt cho chính cơ thể của mình. Giờ mới ăn sáng à, hôm nào cầm cho gạo gói yến mạch. Ok mẹ nhá, có gói yến mạch rất là to luôn. To như thế sợ gạo ăn không hết. À, mẹ em đấy cả nhà, mẹ em đấy, cả nhà hay cảm ơn em đã truyền động lực tập luyện cho các chị. Còn lý do vì sao mà em lại có ý niềm yêu thích của tập luyện thì là từ mẹ em. Cả nhà có thể cảm ơn mẹ em. No quá rồi. No lắm rồi. No lắm rồi chị em ạ. Mọi người có thích ăn hạt ốc chó, bởi vì hạt ốc chó nó sẽ bị dễ bị xuống dầu. Nhưng mà tất cả các hạt nhà em nó không hề bị xuống dầu. Nó rất là ngon. Em ơi, anh đảm bảo bao ngon đó các chị, bao ngon đó các chị nha. Bởi vì tất cả những cái mỗi lần nhà em làm ấy, thì nhà em căn theo cái số lượng khách đặt thì nhà em mới làm theo cái số lượng từng mẻ, chứ nhà em không để thời gian quá lâu. Nên các chị hỏi là hạn sử dụng một cái này là bao lâu thì em trả lời luôn các chị là những cái hạt ngũ cốc này nhà em làm đét mới nhất, làm bao nhiêu ra hết bấy nhiêu, hết thì nhà em mẹ mới làm, chứ không phải là em nhà để đấy, làm xong để đấy, để mãi như thế, xong rồi để hàng năm rồi, để hàng 6 tháng thì không có chuyện đấy. Các khách đặt bao nhiêu thì nhà em mới làm, khách đặt bao nhiêu nhà em mới làm. Thế nên là nó rất là mới, mẻ rất là mới và hạt rất là mới. Bây giờ em bao ngon đó các chị, bao ngon đó các chị ăn thử, các chị nhìn mặt em xinh gái này. Đó, đủ uy tín chưa? Các chị thấy cái fanpage của em 100.000 người theo dõi, YouTube của em cả hai kênh YouTube của em mỗi một kênh là 80.000 người theo dõi thì nó đủ uy tín chưa? Hạt ngũ cốc giá bao nhiêu chị? Hạt ngũ cốc này nhà em có giá là 200k nhá, đầy như này nhá, nó đầy. Một hộp này là 500g nhá, nó đầy lên nhá. Nó đầy lên chứ nó không vơi được đâu. Đây là em ăn này. 200k một hộp này, mua 2 hộp anh sẽ tặng các chị một bụng bát cáo dừa. Và tất cả các hạt nhà em đét mới nhất. Các chị ăn, các chị bóc ra, các chị lấy về, các chị bóc ra, các chị ăn sớm nhất có thể cho em. Một người ăn cái hạt này một tháng là hết chứ bao nhiêu. Một tháng là hết thôi chứ, các chị ăn, các chị để dành là đúng không ạ? Ăn cá hết thôi chứ đúng không ạ? Nó rất là cao cấp, rất là nhiều chất dinh dưỡng và cực kỳ là healthy luôn. Đây, ốc chó rất là ngon. Ốc chó là cái loại hạt mà nó dễ xuống dầu nhất, rất là ngon, không bị thầy bị đắng luôn nhá. Quá còn một ít là hết. Lên cho em mã cú pháp là ngũ cốc cách số điện thoại nhá. Lên cho em mã cú pháp là ngũ cốc cách số điện thoại. Một hộp đầy như này, đầy nhá, đầy đến miệng đầu miệng bát luôn. Có giá là 200k. Một hộp, một lọ đầy đầy nhá. Đây là cái lọ em ăn dở. Có giá là 200k nhá. Mua 2 hộp em sẽ tặng các chị một bộ bát đó dừa trị giá 50k. Tặng
tặng miễn phí các chị một bộ bát cáo dừa trị giá 50k. Lên cho em mắt cú pháp là ngũ cốc cách số điện thoại. Em anh dùng cái mặt của em uy tín để bao ngon cho các chị. Xin chào chị Thúy Đoàn nhá. Hello, chị anh xinh đẹp. Đấy, no rồi, em no rồi. Đấy, em no rồi, em ỡ hết rồi. Đó, rất là ngon luôn. Đây là cái hộp mà em anh đang ăn dở. Cái nó mới vơ như thế này. Mới vơ như thế này, nó không là hộp đầy nhá. Đấy, trong hộp này là mình sẽ có cả hạt chia nữa. Hạt chia nhá. Hạt chia rất tốt cho dạ dày, rất tốt cho đại tràng và dạ dày các chị. Lên cho em mắc cú pháp là ngũ cốc cách số điện thoại. Em ăn nốt cái này để em đi sẽ làm việc, sẽ đi làm việc đấy. Cả nhà thấy công việc của em nó thoải mái không? Muốn làm việc lúc nào thì làm việc. Có những lúc cả ngày chơi, có những lúc làm việc đến nửa đêm. Công việc rất tự do luôn. Em mời chị Thúy một miếng bưởi nhá. Chia. Chị Thúy dạo này nấp đông quá. Chả thầm nhớ cơ anh nữa rồi. Hôm nào sang đây đi chị Thúy ơi. Hôm nào sang đây. Bây giờ lớp đang tập mà. Lớp mà đang dạy là thứ đang lớp của đội viên là em đang dạy là thứ 3 thứ 5 thứ 7 thứ 3 thứ 5 chủ nhật thứ 3 thứ 5 chủ nhật. Các bạn rảnh rảnh sang em nhá. Chị có đường ăn kiêng không? Đường ăn kiêng nhà em tại này đang hết ạ. Chị Vương Nguyễn đường ăn kiêng nhà em tại này đang hết. Dạ cô cảm ơn và chúc cô luôn khỏe mạnh. Cảm ơn Thủy Đoàn. Giờ này em bao nhiêu? Dạo này em gì đấy bận quá à. Nhìn lớp rất là đông, xin giúp mừng chị nhé. Có ngũ cốc mình ăn với sữa chua ít đường được không chị? Mình ăn được với chị Trúc Linh. Cực kỳ ngon luôn. Cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà em không phải là fan của ngũ cốc. Thế nên là em cũng không ăn không phải fan của sữa chua. Thế nên em không ăn ngũ cốc với sữa chua. Còn các chị muốn ăn các chị rắc cái hạt ngũ cốc vào sữa chua nó rất là ngon. Em lại đang là vào hoàn thiện nhà chưa đi được đâu ý. Hẹn cô yêu sắp xếp một ngày gần nhất. Ok chị Thúy nhé. Hết rồi. No quá là no luôn. Lên cho em mắc cú pháp là ngũ cốc cái số điện thoại. Cũng nhớ cô giáo xinh đẹp lắm luôn. Dạo này chỉ có ngén ăn là thế nào chị Ly. Dạo này cô anh ăn hơi nhiều nha. Cứ xem like lại là đi ăn rồi. Bảo sao thấy bụng cứ căng tròn. Mình dạy học viên mình bảo là chị phải tập cái này bụng nó mới nhỏ. Chị tập động tác này bụng nó mới nhỏ. Thế mà bụng cô giáo nó cứ to dần ra. Thế là thế nào chị Ly? Bữa nào ra quậy bữa nha. Ok chị Thúy. Một người ăn hai người khỏe. Xong tác chưa? Đấy. Đấy. Trời ơi, nó căng phè phưỡn rồi các chị ạ. Đấy,
các chị thấy bữa sáng thì em nhanh gọn không? Em nói chuyện với các chị thì em ăn lâu rồi, gọi là mới dai dưa như thế thôi, lâu thế thôi. Còn em ăn nhanh, một mình em ăn nhanh lắm. Đấy, một bữa sáng của em rất là đơn giản, gồm có hoa quả, mở tủ lạnh xem có hoa quả nó có những cái hoa quả gì trong tủ lạnh là lôi hết ra, sau đó mix chung với ngũ cốc để sẵn ở trong bếp, rất là nhanh không ạ, ăn rất là nhanh, chuẩn bị rất là nhanh luôn, 5 phút là xong một bữa rồi, 5 phút là xong một bữa sáng và ăn rất là nhanh luôn và đầy đủ chất dinh dưỡng. Nên là chị em nào mà mình muốn giảm cân này, hay chị em nào mình vội vàng khi mình đi làm, mình vội hay là mình không thích ăn những cái đồ nó không có nhiều chất dinh dưỡng thì mình nên lựa chọn những cái sản phẩm như thế này, nó rất là tốt. Ngay cả bản thân các chị, nhiều lúc các chị buổi chiều các chị đói các chị ăn cái này nó cũng thay những cái đồ ăn vặt đấy, nó không tốt, hề tốt cho sức khỏe của mình đâu ạ. Đấy, mình ăn những cái này ăn vặt nó rất là tốt đó. Cái này người ta gọi là thừa vitamin bầu nên là gọi bụng nó cứ to ra. Đấy à, cô giáo gì mà dạy học viên gì mà bụng cô giáo suốt ngày cứ to dần ra. Sáng mẹ con ngũ cốc với sữa chua đó, tuyệt vời. Đấy, cảm ơn chị Phạm Trâm đã thả tim. Ok chị Thúy Đàn, em nhìn thấy bình luận của mình rồi. Lên trang mắt của Pháp là ngũ cốc, cách số điện thoại nha. Một hộp ngũ cốc này có giá là 200k này. 200k. Một hộp ngũ cốc có giá là 200k nhá. Em bị đau bao tử ăn tốt không cô anh ơi? Chị Thúy Đàn ơi, mình ăn tốt, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt nha. Bởi vì nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng, cực kỳ tốt luôn. Các chị ăn hạt ấy, các chị bị đau bao tử, các chị ăn thịt thì nó lại càng đau. Em khẳng định các chị như vậy. Còn các chị ăn hạt, những cái sản phẩm về thực vật nó cực kỳ tốt cho các chị. Và nhớ ăn tất cả cái gì cũng phải nhai kỹ. Tất cả cái gì phải nhai kỹ nhá. Cực kỳ tốt. Lên trang mắc của Pháp là ngũ cốc, cái số điện thoại một bộ, một hộp này có giá là 200k. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã ăn sáng cùng với em. Cảm ơn mọi người đã ăn sáng cùng với em. Chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy tình yêu, tràn đầy niềm vui. Chúc mọi người khởi đầu ngày mới với tất cả những niềm hứng khởi và hẹn gặp tất cả các tình yêu trong những cái livestream tiếp theo. Đó. Ok chị Thúy Đoàn nhé, hai hộp em nhìn thấy bình luận của mình rồi, hai hộp em sẽ tặng chị một bộ bát gáo dừa. Đó. Ok, bye bye cả nhà, bye bye các tình yêu.